Rồi, hello, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối buổi trưa ngày 24 tháng 5 nha anh em. Rồi, hôm nay thì em tiếp tục lên cho anh em là phụ tùng nha anh em. Thì em xin giới thiệu cho anh em là bên những cái mặt hàng phụ tùng bên em. Thì hôm nay em có soạn thêm cho anh em là một số phụ tùng là tum máy bẫy anh em. Tum máy bẫy ha, đủ thứ các loại. Thì cái này thì thợ em mới vừa soạn thôi, cho nên là em chưa có phân loại ra nha anh em. Chưa phân loại ra. Để hẹn anh em là cái video tối nay anh em, tối nay ha, thì em sẽ lên cho anh em những cái tum máy máy bẫy. Anh em nào chọn cái loại nào thì mình chọn anh em. Tum máy bẫy thì đủ hết các loại luôn. Tại vì lúc này em mới vừa soạn ra thôi, chưa có mà phân loại ra ha. Rồi hẹn anh em video tối nay thì có lên tum những cái phần tum máy bẫy anh em. Còn máy cắt cỏ thì em đã bán hết nha anh em, hiện tại đang chờ máy về. Rồi còn bên phần máy cắt cỏ bãi nghĩa địa thì chưa có nghe tin tức nha anh em. Chưa có nghe tin tức ha, chưa có biết là khi nào mới có hàng. Thì bên em bán thêm cho, phục vụ thêm cho anh em là những cái phần phụ tùng anh em, phụ tùng máy cắt cỏ. Thì mỗi ngày như mọi ngày thì em có điều lên video để em giới thiệu cho anh em những cái mặt hàng bên em để cho anh em mình lựa chọn anh em. Thì mặt vật nè, mặt vật komatsu 18.000 một cái, có tem thì là 25.000 anh em. Đầu bò 24-13 là 100.000. Đầu bò 26-9 90.000 anh em. 26-7 90.000. 28-9 90.000 luôn anh em. Rồi đầu bò 24-7 thì là nó 100.000 anh em. 24 vuông thì 90.000. Thì giá thì ở đây là em báo làm sao là em bán y vậy anh em. Em báo làm sao là em bán y vậy. Tại vì ở đây là em báo giá là báo giá sỉ ha, báo giá sỉ cho anh em thợ mình về mình bán lại đó nha anh em. Cho nên nữa là em báo giá làm sao thì em bán y như vậy. Với lại cộng cộng phí ship nha anh em. Tại vì em bán phụ tùng thì không có lời lãi bao nhiêu hết, mà anh em có nhiều anh em vô là kêu em bao ship. Trong khi đó thì tiền ship tầm khoảng 30-40 ngàn gì đó nha anh em, tùy theo ít nhiều ha. Còn còn anh em mà kêu mà em mà bao ship thì chắc không được anh em ơi. Tại vì cái phần phụ tùng nó không có lời lãi bao nhiêu hết, mà anh em cứ kêu em bao ship thì chắc không có được rồi. Rồi chắn cỏ anh em, chắn cỏ thì là 10.000 một cái nè, chắn cỏ nhỏ ha. Chắn cỏ nhỏ thì 10.000, chắn cỏ to thì là 16.000. Chắn cỏ to thì nó chất lượng hơn nha anh em, nó dày hơn nha, cứng cáp hơn. Rồi 16.000. Boe thì boe 260 này thì 10.000 anh em. Boe này có anh khách ảnh mới chốt là 200 bộ nè. Thì em mới vừa soạn ra qua đây anh đi em đếm cho ảnh đây. Còn cái boe loại này thì bên em là 10.000 anh em, 10.000 một bộ ha. Anh khách ảnh chốt 200 bộ rồi mới để riêng ở đây. Thì boe này thì về số lượng nhiều anh em. Mấy cái mặt hàng này là không bao giờ thiếu ha. Tại vì hàng này của mình là hàng mới, hàng công ty. Hàng công ty là hàng Trung Quốc anh em, hàng Trung Quốc ha. Đây là những cái phụ tùng mà mình của máy cắt cỏ bãi đó. Thì những cái món phụ tùng mà bên máy bãi mình đáp ứng không có đủ anh em. Thì bên hàng mặt hàng Trung Quốc đó, mặt hàng mới người ta sẽ có làm thêm anh em. Thì để phục vụ cho anh em mình sửa máy này cho khách rồi đó. Đây boe này là boe Trung Quốc, boe này boe komatsu nha anh em. Boe komatsu ha, 13.000. Còn loại này là loại boe Trung Quốc nè, 10.000. Còn tay ga, tay lái thì có là tay lái gồm mỏ vịt nha anh em, nguyên bộ thì nó 80.000 anh em. 80.000 thì nó gồm tay 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 phải nè, rồi tay trái nè, rồi luôn cái cầm. Cái cầm thì hiện tại bên em là có là cầm 26 nha anh em. 26 ha. Rồi 80.000. Dây cước thì dây cước là 120.000 một ký nha anh em. Đây thì em có phân loại ra cho anh em là một ký gì là 120.000. Dây thiều máy cưa thì là 12.000. Còn lưỡi dao này là vừa lưỡi dao 3 tấc rưỡi anh em. Lưỡi dao 3 Makita 3 tấc rưỡi. Thì bên em là loại Makita thì nó là chiều dài của nó là 3 tấc rưỡi anh em. Còn độ dày á, độ dày của cái lưỡi á, là nó 1 ly rưỡi anh em, 1 ly rưỡi là 25.000. Bugi giá rẻ thì nó 15.000 anh em, bugi giá rẻ 15.000. Còn IC 260 thì là nó 55.000 một cái anh em. 55.000 một cái ha. Đây, dây xăng thì 5.000 một mét nha anh em. Dây xăng này dành cho máy cắt cỏ hay là bình xịt đồ nè là 5.000 một mét.
bơm nước thì 170.000 anh em, bơm inox ha, loại mà 7 khía với lại 9 khía. Bơm inox. Dây giật thì là có 3 ly và 4 ly anh em, 3 ly thì 3.000, còn 4 ly thì 4.000 ha, 4.000 một mét nha anh em. Dây ga cắt cỏ thì là 5.000 một sợi nè. Bố 260 bố đen thì nó 32.000 anh em. Còn bố đỏ thì nó là 20.000. Còn bố lớn thì bố đen là 37.000, còn bố đỏ là nó 25.000 anh em. 25.000. Lục giác của bên em thì có cán là loại 4 ly 5 ly thì 10.000 anh em. Còn loại lục giác bông thì 4 ly 5 ly thì 12.000. Còn đây là ga bóp đuôi dài nha anh em, ga bóp đuôi dài thì là 10.000 một cái. Ốc răng ngược thì là 3.000 một con nha anh em, bán đồng giá ha. 7 ly, 8 ly, 10 ly thì bán đồng giá cho anh em, ốc răng ngược là 7.000, ủa là 3.000, 3.000 con ha. Còn con tắc thì 7.000 cái nha anh em. Con tắc này thì là con tắc của thằng cắt cỏ nè, 7.000. Đầu bò 25 7 khía 100.000 nha anh em. Rồi thun xăng. Thun xăng thì có là thun xăng 3 lỗ, 2 lỗ lớn nha anh em. Thun xăng 3 lỗ, 2 lỗ lớn. Rồi 2 lỗ nhỏ. Loại này thì 5.000 anh em. Còn ống núm thở thì là, hay còn gọi là thông khí đó, thì là thông hơi, thông khí nha anh em. Đây cái này là 5.000 anh em, 5.000 con ha. Da bơm bộ thì 10.000. Bugi lợi tốt thì 35.000 anh em. Lượt xăng trắng nhỏ 6.000, lượt xăng trắng lớn thì 7.000. Vú bơm nhỏ thì 2.000 một cái anh em. Vú bơm lớn thì 3.000. Rồi bên em thì có là bộ chế quanh bờ gồ anh em, bộ chế 260 quanh bờ gồ. Đây bộ chế của 260 quanh bờ gồ thì 85.000 nha anh em. 85.000 một cái ha. Tiếp mở mugi thì 9.000 anh em. Rồi bên đây thì bình xăng cắt cỏ, bình xăng của máy bãi đó nha anh em. Đủ thứ các loại luôn, nguyên một đống luôn. Đây bình xăng đủ thứ các loại luôn ha. Thì anh em nào có đặt hàng bình xăng thì anh em cứ lên to nha anh em. Thì bên em sẽ soạn á, tại vì máy cắt cỏ bãi nó về quá trời nhiều luôn, cho nên không có biết bao nhiêu mà để giới thiệu cho anh em luôn. Rồi tay ga, tay ga thì có là 8.000 nha anh em. Tay ga là 8.000, tay ga kéo ha. Còn tum thì có tum 26.7 và 24 nha anh em. 24.7, 26.7. 24.7 thì là 90.000, còn 26.7 thì 100.000 nha anh em. Rồi anh em nào có đặt hàng gì thì cứ lên to nha anh em. Gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 ha. Rồi bên mặt hàng nhớt thì còn bao nhiêu nữa là hết nha anh em. Nhớt thì 65.000 một chai nha anh em. Nhớt này là nhớt hai thì ha. Đây nhớt hai thì. Nhớt này thì bên em bán giá sỉ cho anh em là 65.000 một chai. Còn anh em nào mà chốt 5 chai, 10 chai hay là nguyên thùng thì cũng được luôn nha anh em. Đây là giá, là giá sỉ ha, cho anh em thợ mình về bán lại. Còn những cửa hàng bán lẻ thì mấy anh em bán là 100.000 chai luôn nha anh em. 100.000 chai ha. Còn bên em là bán giá sỉ cho anh em 65.000 một chai. Rồi anh em nào có lên đơn thì inbox qua Zalo nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.